Đến hẹn lại lên, ngày hội du lịch được đánh giá là một trong những sự kiện thường niên quy mô và chuyên nghiệp của ngành du lịch thành phố. Năm nay, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018, tại khu B công viên 23 tháng 9 quận 1 với chủ đề Khám phá hè 2018, đã quy tụ hơn 150 gian hàng của các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, mua sắm, hàng không đến từ 37 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Chào mừng du lịch Việt tròn 10 tuổi, đồng thời đáp lại niềm tin yêu của quý khách hàng đã nhiệt tình ủng hộ chương trình săn tour không đồng ở hai lần trước. Công ty du lịch Việt quyết định tiếp tục triển khai chương trình săn tour không đồng lần 3, dành tặng 1.000 vé du lịch không đồng cho du khách đến đăng ký mua tour tại gian hàng của du lịch Việt trong 4 ngày diễn ra ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Chương trình tặng 1.000 vé du lịch không đồng lần 3 này được công ty du lịch Việt đưa vào nhiều điểm đến mới lạ và phong phú hơn hẳn hai lần tổ chức trước như châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, thiên đường đảo Bali, hành trình di sản miền Trung, hành trình phương Bắc, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt. Chị trúng cái vé đi châu Âu thì chị rất là vui, rất là bất ngờ. Trúng được cái tour không đồng thì mình càng thêm cái niềm vui, càng nhân đôi thêm. Mình rất là vui và bất ngờ khi là nhận được món quà này. Hy vọng sẽ có những lần du lịch tới nữa, đến với du lịch. Nói chung là chị rất vui vì đã quay được 3 tour không đồng để cho nhân viên chị có những chuyến đi thật là thoải mái và nói chung là tiết kiệm. Cảm nhận của tôi rất là vui khi mà bất ngờ mua 5 tour vé du lịch Singapore, Malaysia, tôi được trúng thưởng một vé không đồng. Chị cũng đi du lịch nhiều rồi mà bữa nay là chị được may mắn như vậy. Trong khuôn khổ ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại công viên 23 tháng 9, tối ngày 14 tháng 4 năm 2018, lễ tôn vinh thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh diễn ra, sự kiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 vừa qua. Tại buổi lễ, du lịch Việt lần thứ 8 liên tiếp vinh dự đón nhận giải thưởng du lịch thành phố Hồ Chí Minh ở hai hạng mục: Top 3 doanh nghiệp lữ hành outbound hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh và Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh và trao tặng. Song song đó, du lịch Việt còn vinh dự đón nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã xuất sắc giữ vững danh hiệu Top 10 công ty du lịch hàng đầu trong suốt 5 năm liên tục từ năm 2013 đến năm 2017. Có thể nói, năm 2017 vừa qua là năm phát triển vượt bậc của du lịch Việt. Công ty đã bứt phá với tỷ lệ tăng trưởng vượt mức 20%, lượng khách công ty đón tiếp và phục vụ không ngừng tăng cao và đã vượt hơn 300.000 lượt khách tính đến thời điểm hiện tại. Trong đó, 90% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ và hơn 70% khách hàng cũ quay lại sử dụng dịch vụ và giới thiệu cho bạn bè, người thân. Các hoạt động của công ty như chương trình trại hè miễn phí cho trẻ em, hành hương theo chân Đức Thánh Cha Francisco và đặc biệt là chương trình săn tour không đồng lần 3 tổ chức đều đã tạo được nhiều tiếng vang và động lại ấn tượng trong lòng du khách. Lần đầu tiên cô quay được trúng hai giải không đồng nên là cô sẽ ủng hộ công ty du lịch Việt những tour sắp tới. Lúc mà tới thì cứ nghĩ là không có quay không có trúng, mà quay thì cái nào cũng có giải rất là quan trọng. Nói chung khi quay được giải thưởng không đồng thì tôi rất vui. Bởi vì đây là một cái sự may mắn ở trong cái tour mà tôi đã đặt vé. Khi mà quay được hai giải tour không đồng rất là vui. Thường thường em không phải là người may mắn trong các kiểu quay số như vậy. Nhưng mà hôm nay em lại là trở thành người may mắn, thì em rất là vui. Đăng ký tour du lịch Đài Loan này thì tôi cũng mong muốn là có một cái tour rất là vui. Mà thêm đó thì lại được bắt được cái dịch vụ tour không đồng nữa thì cái niềm vui nó lại thêm nhiều hơn. Tour của du lịch Việt thì làm rất là kỹ, tôi đi rất là nhiều lần. Như vậy thì tôi sẽ tham gia tour dịch du lịch Việt thường xuyên và chúc du lịch Việt là lúc nào cũng có những cái tour mới và để cho mọi người đi du lịch có những cái trải nghiệm mới. Thì mình đăng ký đi 5 vé trong gia đình mà quay được cái tour không đồng giảm vậy cho nên rất là mừng. Đây là lần đầu tiên là hai vợ chồng tôi đi tới để đăng ký tour đi du lịch châu Âu với công ty du lịch Việt. Với cái tour không đồng thì là tôi không có tin là sẽ có, nhưng mà đã quay trúng thì tôi rất bất ngờ và rất vui. Thì nói chung là được tham gia cái tour châu Úc với giá không đồng thế này rất là vui và bất ngờ.
Với phương châm hoạt động, phục vụ bằng cả trái tim, du lịch Việt đã và đang nỗ lực không ngừng vì lợi ích cao nhất của khách hàng, mang đến cho du khách những sản phẩm tour du lịch trong nước và ngoài nước hấp dẫn, mới lạ với mức giá và chất lượng phục vụ được đảm bảo ở mức cao nhất. Với những thành tích đạt được, du lịch Việt xem đây là thành quả rất đáng tự hào, là động lực to lớn để công ty bước tiếp những bước đi vững chắc trong thời gian tới. Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu và ủng hộ của quý khách hàng dành cho du lịch Việt suốt thời gian qua. Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.